Xin chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt trên công trình xây dựng nhà tình thương cho năm cháu nhỏ ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạng Sơn của tỉnh Hòa Bình đấy cô chú, các anh chị với các bạn. Ngày hôm nay sẽ là cái buổi làm việc cuối cùng của mấy anh em thợ trước khi ngày mai sẽ bàn giao chính thức ngôi nhà này cho các cháu để các cháu dọn về ở nha cô chú, các anh chị với các bạn. Chiều nay còn một chút cái công đoạn là cửa và lăn sơn nữa là hoàn thành rồi cô chú, các anh chị với các bạn. Hiện tại thì các anh em đang chia nhau một đội, thì mấy anh em sẽ làm ở bên cửa, còn một số anh em sẽ chuẩn bị là tiến hành để sơn lăn sơn ngôi nhà nhé cô chú, các anh chị. Nhà này thì mấy anh em mình sẽ lăn cái sơn là màu màu vàng kem, một cái màu rất là trẻ trung đó, cho gia đình, cho các cháu. Bây giờ thì Ngân sẽ cùng đi chia sẻ một số cái hình ảnh anh em đang làm để chia vui với cô chú, các anh chị, với các bạn nhé. Đây, bây giờ anh em chuẩn bị là lan sơn rồi cô chú ạ. Đấy. Đó, bên này thì anh em đang tiến hành làm nốt cái cửa, trước mắt là cái cửa sổ. Đó. Đây thì cái cửa này thì sẽ được mấy anh em mình thiết kế thêm cái viền này cho nó chắc này cô chú này. Đó, cái viền bằng sắt này. Xong bắt đầu cái cửa là sẽ làm bằng vì điều kiện là không không có cho nên là sẽ không làm cái cửa nó đẹp đâu cô chú ạ. Cái cửa chỉ cửa như thế này thôi. Cửa bằng khung sắt và cái tấm tôn bắn vào như này. Tuy là không được đẹp nhưng rất là chắc chắn cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Đây. Anh em lăn cái này chắc là cũng nhanh thôi cô chú ạ. Trời thì bởi vì cái thời tiết này thì mùa đông rất là hanh khô cho nên là nó cũng khô nhanh thôi. Lăn này lăn một lượt xong bắt đầu lăn lại một lần nữa là đẹp luôn. Màu này đẹp hết đấy. Màu này nó sáng anh ạ. Màu này màu kem mà, màu kem sáng. Cậu dặn này, sau này mà nhà mà nó sáng, nó sơn sơn đẹp là không không được lấy bút với phấn vẽ lên tường nhà đâu nhá. Phải để giữ gìn cho nó sạch nó mới nhá. Vẽ là phải vẽ vào giấy đi mua đi học đàng hoàng hay chưa. Còn nhà là phải giữ nhá. Nhà là dạ là phải nghe nghe chưa, không phải dạ tí cái là quên đấy nhá. Chúc ơi, Chúc cậu nghĩ này, về rửa mặt đi, nhìn nhìn quay đây cho cậu xem cái miệng này, ăn cái gì mà sao là lem luôn như thế, lớn tuổi rồi mình. Để khẩu trang để như thế là bây giờ đi về rửa mặt nhé. Đây đi, nhìn này, mặt lem luôn này, về về dưới bể nước ấy rồi rửa mặt đi nhanh cho nó sạch sẽ, quần thì kéo lên, quần trong quần dài kìa, loạn lên rồi, đi đi về rửa mặt đi. Bây giờ lăn trong nhà này. Để anh em thợ đang bắt đầu gọi là sơn lót một đợt đây cô chú này, để một lát nữa xong là khô khô cái này thì sẽ tiếp tục lăn chuẩn lại, thì lúc đấy thì cái màu nó mới nổi lên, lúc đấy nó mới sáng chuẩn của nó này. Màu này khi mà nó khô lên là rất là sáng đấy cô chú ạ. Ba nhạc đấy. Này thì anh em khoan cái này để bắn cái ổ điện lên nha cô chú anh chị. Giống đậu đấy, đậu tương. Sang ra mới nhầm lửa đấy. Nước sau này nó sẽ đỡ hơn đấy. Để trong còn nốt cái vách trong nhà là phải chơi nốt rồi. Quét nốt cái vách trong nhà. Ôi. Không cho em Tùng với. Không cho em Tùng với. Ui, cho em như thế là vào mặt em đấy quay. Cho em như thế em làm sao em cắn được. Ui.
ăn sướng nhờ. Lúc nào cũng thấy ăn muốn ăn thôi. Ờ, ăn cái gì đây? Gãy rồi à? Nhìn tay kìa, bẩn chưa kìa. Mà cứ ăn. Bẻ cho em Tùng. Ăn đi. Em cũng muốn đấy, em Tùng cũng muốn đấy. Có ngon không? Có ngọt không? Ngọt à? Khổ lắm cô chú các anh chị và các bạn ạ. Bé thì lúc nào cũng muốn ăn. Cái gì cũng muốn ăn cơ. Đấy, nhớ cũng cắn này. Đấy, anh em phải đóng cái mép nó lại. Này nó bén cho nên là sợ đứt tay trẻ con ấy. Nên là trên cao anh em đang phải dùng cái chổi nhỏ tí này. Sơn xong thì thấy sáng hẳn ra cô chú ạ. Mặc dù là cũng chưa được lên màu đâu, bởi vì là mới sơn nó chưa được lên cái màu lắm, nhưng mà thấy sáng hẳn ngôi nhà rồi thôi. Phía trước nhà thì anh em cũng bắt đầu mặc áo mới cho ngôi nhà đó, sơn cái phía trước này, quét sơn phía trước này cho nó sáng sủa ra. Chuẩn bị sơn xong nữa là gắn cửa lên và mắc dây điện, đó là hoàn thành ngày hôm nay. Ngân và mấy anh em trong đội thợ là quyết định sẽ làm việc xong để ngày mai bàn giao lại công trình nhà này cho các cháu luôn. Sắp xong rồi đấy cô chú ạ. Vậy là cũng tương đối thôi. Thì sơn cũng sơn mỏng, có hai thùng sơn thôi, cho nên là anh em cũng lăn gọi là tương đối cho sạch sẽ thôi, chứ cũng không được dày lắm. Cơ bản là không có cái lớp trơn trắng để lót trước cô chú ạ. Cho nên là lăn như này là cũng tương đối là đẹp rồi. Đấy, rồi dưới cái chân tường là nãy không làm con lăn được, bây giờ anh em là phải rất là kỹ càng. Mặc dù là điều kiện kinh tế là không cho phép được làm nhiều cô chú ạ, nhưng mà cứ tận tiện làm từng bước, cho nên là công trình nó cũng không được tiến độ, nó không phải là nhanh như mong muốn. Bởi vì cứ mỗi lần làm đến một khâu thì Ngân lại vận động, lại có tiền thì mới làm tiếp. Đây là anh Xính, anh chủ nhà đấy nha cô chú các chị nhá. Đây, một vai thì điệu con, vừa làm cũng không phải là lười đâu cô chú các anh chị, nhưng mà do là cái hủ tục mà ở những video trước thì Ngân cũng chưa chia sẻ nhiều, nhưng mà cho cái phong tục tập quán của người Dao đỏ ở trên Cao Bằng á thì không biết là như nào, nhưng mà ở cái chỗ anh Xính này đang sinh sống thì là bắt là phải có con trai, không có con trai thì dân là đuổi ra khỏi làng. Đúng không anh Chính? Vâng ạ. Đó, không có con trai thì dân đuổi ra khỏi làng, không cho sinh sống của chú các anh chị các bạn. Cho nên là anh Xính cứ phải theo cái tục lệ đấy là sinh đến 5 đứa con thì ra được thằng cu mà đang ở trên điệu trên lưng này mới là con trai. Thì cũng về lại không ở trên kia nữa, là xuống dưới này. Đó, tay anh ấy thì vừa cũng đi làm thuê làm mướn rồi cũng vừa bị cụt, cho nên là làm kinh tế nó rất là khó khăn, chứ không phải là không chịu khó đâu cô chú ạ. Thấp chổi xuống rồi, cầm cái chổi ngắn xuống một tí nữa đấy, đừng cho vào trong kia, cậu vừa dặn rồi, đừng cho chạm vào trong đấy đấy. Sơn nó mới sơn xong, nhẹ chổi thôi khỏi bụi đấy. Tầm này con gái là phải biết lau chùi nhà cửa, nấu cơm gọn gàng rồi, nhẹ thôi, phải bụi, không được nhấc chổi lên đấy.
dí đường dưới kia thì dí lại khoảng nó bụi, đống này một đống luôn đó, quét nhẹ nhàng thôi. Quét xong thì lấy cái tấm bìa cắt tông hốt ra ngoài, để ra ngoài, xong bắt đầu lấy khăn khô lau đi một lượt, xong rồi lau sạch đi, xong rồi thấm cái nước vào cái khăn, giặt khăn đi, xong rồi bắt đầu lau lại 2-3 lần nữa cho nó sạch, nó ở nó sạch sẽ, nó đỡ bệnh tật. Đó, rất là kín đáo của chú các anh chị ạ. Đóng lại thế này thì không còn phải lo gió lùa nữa rồi. Đấy, còn mấy tấm nữa là hoàn thiện. Tối rồi cô chú các anh chị ạ. Cứ tưởng là sẽ xong sớm nhưng mà thật ra rất là nhiều cái công đoạn. Cho nên là bây giờ là trời đã tối rồi đây. Đấy, ở xung quanh khu này thì là toàn là rừng núi thôi. Đó. Đấy cô chú các anh chị các bạn ạ. Đấy, rất là yên tĩnh vắng vẻ. Vì nhà không có nhà đâu, ở đây thì chỉ có 1-2 nhà ở gần nhau thôi. Đấy. Đấy, bây giờ còn lắp điện ở trong này thì mấy cái công tác điện với lắp nốt hai cái cánh cửa này nữa thì bắt đầu là xong. Các anh em biết là tối rồi nhưng mà vẫn là đang cố gắng, bởi vì ngày hôm nay đã quyết định là ngày hôm nay là phải xong để ngày mai bàn giao nhà cho gia đình, bởi vì anh em sau cái công trình này là cũng lại lên trên miền đồi để xây dựng cái căn nhà cho em sinh viên hiếu học Bùi Thị Hồng Nhung, một trường hợp cũng rất là đặc biệt khó khăn. Em ấy không có bố từ khi sinh ra nhưng luôn luôn đạt những cái thành tích rất là cao trong học tập, và hiện nay đang là sinh viên của trường Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Nhà thì cũng rách nát tả tơi cô chú các anh chị, và anh em mình quyết định cũng lên trên bên kia để xây dựng, mặc dù cái kinh phí là cũng chưa có đủ nhưng cứ làm đến đâu thì hay đến đó. Và Ngân cũng rất là mong muốn là các mạnh thường quân, các cô chú các anh chị, những người có trái tim và có tấm lòng vàng thì sẽ ủng hộ thông qua kênh Cuộc Sống Tây Bắc để Ngân có cái điều kiện xây nhà giúp cho em Bùi Thị Hồng Nhung. Ngoài này anh em vẫn đang đóng cái bản lề để mắc những cái cửa, đây là cửa sổ này. Xong cánh rồi chưa? Ổn rồi gì? Vâng. Để xem nào, vào bên trong đây nào. Bên trong các rồi. Đấy, nói chung là kín gió kín mưa rồi. Đóng thử lại xem nào chưa? Rồi, thế là ổn rồi. Đấy, chính vì cái bữa ngày hôm nay là giống như là kiểu như là cũng động viên anh em thợ sau gần một tháng làm việc vất vả giúp gia đình các cháu thì cũng có một chút cái ẩm thực để mời anh em tối nay động viên cô chú anh chị các bạn. Thì hiện tại ở đây chỗ em tự đang nướng cái này là gọi là cái rồi chó đúng không? Rồi chó. Đó. Quấn cây mía luôn, không biết quấn, là kiếm cái tối quá không có cái gì kiếm. Bữa nay là sẽ có bữa cơm chung vui với gia đình các cháu, và đặc biệt bữa cơm này là sẽ được ăn tại ngôi nhà mới luôn nha cô chú các anh chị và các bạn nhé. Đây những đứa trẻ này, các cháu là cũng lạ lắm, bởi vì rất là lâu mới thi thoảng mới được ăn một bữa thịt, cho nên là khi mà thấy thì những cái món như thế này thì các cháu rất là thích và đang chăm chú để xem cô chú ạ, rất là khổ. Đây, cửa thì còn nốt tấm cửa chính này nên thôi cô chú anh chị thì xong. Tốt chưa? Cửa là xong rồi đúng không em? Đóng thử lại xem nào. Còn tí vướng tí dây điện em thử đóng lại xem nào nó ổn chưa. Không, cứ để ra dây điện thì không cần đóng kín nữa đâu. Để bây giờ anh em gọi là xem nó như thế nào thôi. Rồi, ổn rồi, thế là ok rồi. Đấy, có chốt, có lấy đàng hoàng rồi, thế thôi. Đàng hoàng, thiết cửa cái này thiết kế gọn gàng, ép được tường hết, không có.
À, thưa với cô chú, anh chị với các bạn, như vậy là ngày hôm nay mặc dù là lại chưa gọn gàng, chưa hoàn thiện được, nhưng mà sáng mai thì anh em sẽ tranh thủ một chút cái thời gian sáng sớm nữa, trước khi là bàn giao lại nhà cho các cháu, bởi vì là còn một tí nữa thôi cô chú các anh chị. Ngày hôm nay thì đã sơn xong nhà rất là sáng sủa rồi, và lắp hết các cửa cũng như là đi dây điện thì bây giờ đã vào được đây, cửa thì xong hết rồi đấy cô chú các anh chị. Đó. Cửa là lắp hết rồi và sơn cũng đã sơn trong nhà rất là sáng sủa như này rồi đó, để cô chú các anh chị và các bạn đấy. Sơn này và dưới nền nhà này cũng ra tương đối là sạch sẽ rồi. Điện thì cũng đã được thắp sáng, đấu sáng cho ngôi nhà, tuy là sáng mai còn một chút nữa cô chú anh chị và các bạn, bởi vì là cái dây điện này chưa được ốp lại này. Thứ hai là bên trong này cũng chưa lắp bóng, mặc dù là những cái công tác điện này kia là anh em cũng đã mắc ở đây hết rồi đấy, nhưng mà do tối quá rồi cô chú anh chị và các bạn, bên hiện tại là đang là 19 giờ tối rồi, cho nên là anh em cũng nghỉ ngơi đã, để sáng mai sẽ tranh thủ sớm đấy. Trong nhà vệ sinh thì cũng thế, bên này thì cũng được quét sơn rất là sáng sủa đấy. Bây giờ thì ngày mai sáng mai anh em sẽ tranh thủ sớm một lúc nữa thì sẽ gắn những cái công tác điện, những cái bóng điện cho hoàn chỉnh ngôi nhà, trước khi bàn giao ngôi nhà cho gia đình năm cháu nhỏ nhé cô chú các anh chị và các bạn nhé. Bữa nay gọi là bữa cơm tổng kết cho các anh em thợ, cho nên là nhà cũng có tươm tất một chút cho cô chú các anh chị và các bạn ạ. Đây thì có gà luộc này đang vớt ra, một chút nữa là sẽ chặt này. Ôi, cho nhiều nước đấy, có khi mình kệ đi. Còn cái gì không? Đấy. Anh em vẫn đang nấu nướng. Anh em vừa làm xong thì bây giờ lại phải chuẩn bị cho bữa tối. Cũng hơi muộn rồi cô chú ạ. Cái mùa này thì do là tối sớm cho nên là giờ này mà 7 rưỡi này là cũng hơi muộn một chút, nhưng mà do là công việc hôm nay nó cũng xong muộn cho nên là anh em cũng cố gắng. Thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn, đây là bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà mới của năm cháu nhỏ ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm nay là ngày mà anh em thợ cũng đã cố gắng hết sức để có thể là hoàn thiện ngôi nhà. Tuy nhiên là còn một chút xíu nữa cô chú các anh chị các bạn, nhưng không đáng kể. Sáng sớm thì trong cái lúc mà bàn giao nhà cho gia đình thì anh em cũng sẽ cố gắng thêm một chút để làm cái dây điện nữa là xong, hoàn chỉnh cho các cháu trong cái thời gian là sớm nhất. Bây giờ thì buổi tối nay sau khi hoàn thành công việc thì gia đình cũng có cái mâm cơm để cảm ơn đến các anh em thợ đã vất vả trong gần một tháng qua. Đó thì rất là đạm bạc thôi, nhưng mà rất là vui cô chú các anh chị và các bạn. Đó, một mâm cơm rất là ý nghĩa, bởi vì là mâm cơm đầu tiên ăn trong cái ngôi nhà mới này, và hy vọng rằng mãi mãi về sau này các cháu cũng như là gia đình luôn luôn có đầy đủ cơm gạo trong nhà để có thể ăn, sau đó thì với phát triển kinh tế mong sẽ có nhiều cái may mắn đến với gia đình. Đây các cháu nhỏ đây. Bà ơi, đấy đây, bà cho các cháu ăn cơm đi, rồi anh em mình ngồi đi, dùng đi. Rồi. Đó. Một lần nữa xin mời các cô chú, các anh chị cùng các bạn cùng chung vui mâm cơm đầu tiên, mâm cơm rất là đầm ấm trong những ngày đông giá rét với gia đình của năm cháu nhỏ ở xóm Khướng, Bình Hẻm, Lạc Sơn trên ngôi nhà mới nha cô chú các anh chị. Ngân rất là cảm ơn cái tình cảm của các cô chú các anh chị, các mạnh thường quân đã giúp đỡ để ngày hôm nay đã gần như là hoàn thành tất cả những cái công trình giúp cho các cháu để ngày mai có thể là bàn giao nhà cho các cháu rồi. Video ngày hôm nay Ngân xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Thank you.